Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sau một đêm xóa sạch mọi nếp nhăn, vết chân chin trên mặt, nhìn bạn sẽ trẻ hơn vài tuổi. Nếp nhăn chảy xệ xuất hiện ở vùng mắt là dấu hiệu của lão hóa gõ cửa. Đừng để nếp nhăn làm chị em trở nên kém sắc khi bước qua tuổi 30. Tham khảo và áp dụng ngay cách xóa nếp nhăn vùng mắt dưới đây của Đẹp Online chia sẻ, bạn sẽ sở hữu một đôi mắt cuốn hút cho dù đã bước qua ngưỡng cửa 30. Lòng trắng trứng có chứa các chất có lợi cho da vì chúng có chứa collagen và protein, bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa da. Ngoài ra, protein có trong lòng trắng trứng còn giúp duy trì sự đàn hồi của da. Nó cũng chứa kali giúp giữ ẩm cho da, các enzyme giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn và các chất dinh dưỡng khác giúp giữ cho làn da trẻ trung hơn. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin B, vitamin C, khoáng chất và amino acid, có tác dụng làm sạch và nuôi dưỡng làn da sáng mịn, chắc khỏe. Đặc biệt, mật ong còn có tác dụng chống oxy hóa và nhiễm khuẩn, vì thế nó có tác dụng xóa nếp nhăn khá tốt. Vitamin E chứa nhiều gốc tự do chống lại việc già hóa các tế bào da trên cơ thể, tái cấu trúc các tế bào mới và duy trì sự trẻ trung lâu dài của các tế bào da. Là nguồn bổ sung collagen hoàn hảo để duy trì sự đàn hồi, căng mịn và không bị nếp nhăn của làn da. Và ở phương pháp này, mình sẽ sử dụng 3 nguyên liệu là lòng trắng trứng, mật ong nguyên chất và vitamin E để tạo ra một loại mặt nạ xóa nếp nhăn, vết chân chin trên mặt hiệu quả an toàn. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn sẽ tách riêng phần lòng trắng trứng ra một cái bát. Sau đó bạn dùng thìa đánh bông lòng trắng trứng lên. Tiếp theo bạn cho vào đây một thìa mật ong nguyên chất. Bạn trích dịch bên trong 2 viên nam vitamin E cho vào bát hỗn hợp. Công việc cuối cùng bây giờ là dùng thìa đánh tan hỗn hợp 3 nguyên liệu lên để tạo được một hỗn hợp đồng nhất. Sau thời gian ngắn, mình đã thực hiện xong phương pháp này rồi và đây là sản phẩm của mình. Các bạn có thể quan sát bát hỗn hợp này. Cách sử dụng như sau. Đầu tiên, bạn sẽ làm sạch mặt với nước ấm giúp các nang lông giãn nở ra. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp lên mặt kết hợp massage nhẹ nhàng chừng 10 phút giúp các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu sâu vào các lớp tế bào da. Nằm thư giãn và chờ hỗn hợp khô lại chừng 10 phút nữa. Như vậy, sau 20 phút, bạn rửa sạch lại mặt với nước ấm là xong. Kiên trì thực hiện đều đặn 2-3 lần một tuần sẽ giúp bạn xóa nếp nhăn, vết chân chim và duy trì tuổi đôi mươi. Lòng trắng trứng tự nhiên phù hợp với mọi loại da. Dù là da khô, da dầu, da hỗn hợp hay là da bị mụn, bạn đều có thể sử dụng loại mặt nạ lòng trắng trứng nếu chị em gặp phải vấn đề nếp nhăn, vết chân chim trên mặt và muốn thử cách đơn giản để phục hồi làn da. Thử áp dụng ngay hôm nay để lấy lại được làn da tươi trẻ, rạng ngời bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa.
Chúc các bạn luôn thành công.